Thu Hằng xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin nóng 24 giờ. Kính chúc quý vị ngày mới an lành. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Chậm nâng cấp 7 km đường đội vốn hơn 6.500 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, dự án nâng cấp 7 km quốc lộ 91 qua trung tâm thành phố Cần Thơ được khởi động lại sau 12 năm đình hoãn, vốn đầu tư từ 1.400 lên 8.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp báo quý 2 năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển thông tin dự án đang được Chính phủ trình Quốc hội. Nếu được Trung ương ủng hộ vốn, thành phố sẽ thực hiện. Thành phố đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất khảo sát lại và dự kiến chi hơn 7.000 tỷ đồng cho đền bù, giải phóng mặt bằng, còn kinh phí xây lắp khoảng 1.000 tỷ đồng. Ông Hiển nói và lý giải, tuyến chạy qua trung tâm thành phố nên mỗi căn mặt tiền đường, đất bồi thường trên dưới 10 tỷ đồng. Theo ông Hiển, nếu thuận lợi, địa phương sẽ được bố trí trong đợt 1 khoảng 3.000 tỷ đồng tập trung triển khai năm 2023-2024, 7 km qua Cần Thơ là một trong ba dự án trên quốc lộ 91 được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư từ năm 2008, trong khi hai dự án dài 44 km triển khai cùng tổng vốn 2.200 tỷ đồng, hoàn thành năm 2015 thì đoạn qua Cần Thơ phải dừng theo nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát năm 2011. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, từ khi 44 km quốc lộ 91 nâng cấp và đưa vào sử dụng, mật độ xe trên tuyến đường này rất cao, tạo áp lực rất lớn nên 7 km còn lại. Trong khi đoạn đường này mặt đường nhỏ hẹp 11-12 mét dẫn đến ùn tắc và xảy ra nhiều vụ tai nạn. Nền đường thấp, hệ thống thoát nước quá nhỏ nên tuyến thường ngập nặng khi mưa lớn và chiều cường. 6 năm sau khi tiếp nhận dự án đang dang dở nhưng chưa thể cân đối được nguồn vốn tiếp tục triển khai. Tháng 10 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ động huy động kinh phí để đầu tư. Tại buổi làm việc hồi tháng 7 năm 2022, Thủ tướng cũng đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ rà soát, bố trí và huy động các nguồn vốn thực hiện dự án. Trường hợp khó khăn về kinh phí, Cần Thơ cần đề xuất để Trung ương hỗ trợ một phần. Quốc lộ 91 dài 142 km từ Cần Thơ đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang, chạy qua nhiều khu công nghiệp và cảng dọc sông Hậu. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng nhất của đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò trục ngang nối Cần Thơ với An Giang, Kiên Giang và Campuchia. Tuyến còn là đầu mối giao thông kết nối quốc lộ 1, 91B, 80 với cao tốc Lộ Tẻ, Rạch Sỏi. Nhiều quy định phòng cháy chữa cháy như trên trời rơi xuống. Kính thưa quý vị, theo Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng, nhiều quy định phòng cháy chữa cháy ban hành từ lâu, nay đã lạc hậu, áp dụng vào cuộc sống như trên trời rơi xuống. Vấn đề được Trung tướng Lê Quốc Hùng đưa ra tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phản ánh đang bị quy định an toàn phòng cháy chữa cháy cản trở sự phát triển. Đại diện Bộ Công an lý giải, quy định phòng cháy chữa cháy có nhiều vấn đề liên ngành do các bộ khác quy định liên quan đến xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ. Bộ Công an không thể tự tay viết những quy chuẩn này. Chúng tôi thường xuyên kiến nghị với các bộ thay đổi vì có tiêu chuẩn quá cũ, lạc hậu rất khó cho doanh nghiệp. Ông Hùng dẫn chứng về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, về cấp nước của Bộ Xây dựng đã ban hành từ lâu. Bộ Công an nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được thay đổi. Thật sự, cái này áp vào như trên trời rơi xuống, doanh nghiệp kêu là phải. Ông nói và đề nghị thời gian tới phải có hành lang pháp lý phòng cháy chữa cháy phù hợp hơn, không trở thành vật cản trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định không vì thế mà hạ thấp tiêu chuẩn cần thiết liên quan đến đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ Xây dựng, Công an, Khoa học, Công nghệ trong tuần tới phải xử lý ngay các bất cập. Theo lãnh đạo Chính phủ, thời gian qua, một số quán karaoke, khu công nghiệp, trụ sở không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bộ ngành cần tập trung rà soát có trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ đúng điều kiện, tiêu chuẩn của Việt Nam, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Tinh thần là phải có giai đoạn chuyển tiếp, xây dựng, thực thi chính sách không được giật cục mà phải chuyển đổi trong trạng thái có lộ trình. Thủ tướng nói và đề nghị các bộ ngành điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết bức xúc của doanh nghiệp. Trước đó, hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh việc siết đột ngột cùng nhiều quy định cứng nhắc về phòng cháy chữa cháy khiến họ không xây sử dụng được nhà xưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa. Môi trường kinh doanh vì thế cũng bị ảnh hưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tìm cách gỡ khó, không làm gián đoạn việc đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Xử lý sai phạm liên quan 13 dự án trọng điểm lĩnh vực điện, than, dầu khí.
Kính thưa quý vị xem đài, Bộ Công Thương được giao chủ trì làm rõ trách nhiệm, xử lý các sai phạm tiêu cực, tồn tại hạn chế, thất thoát lãng phí với các tổ chức cá nhân liên quan đến 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 74 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra vi phạm lãng phí. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương có giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại hạn chế. Từ năm 2023 cho đến năm 2025, các tỉnh, thành có diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Cũng trong giai đoạn này, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương có liên quan, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm giải trình của người đứng đầu để xảy ra vi phạm thất thoát lãng phí đối với 79.670 ha đất các công ty nông lâm nghiệp đã có quyết định thu hồi nhưng chưa có phương án sử dụng đất và tồn tại hạn chế khác. Trong năm nay, các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Y tế cùng 22 địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải phân loại để xây dựng kế hoạch lộ trình, làm rõ trách nhiệm xử lý các sai phạm, tiêu cực, tồn tại, hạn chế, thất thoát lãng phí đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước khác không hiệu quả hoặc lãng phí. Bộ Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương để phân loại xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm xử lý sai phạm, tiêu cực, tồn tại, hạn chế thất thoát, lãng phí đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ. Các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An, Ninh Bình, Quảng Ngãi phân loại để xây dựng kế hoạch lộ trình, làm rõ trách nhiệm xử lý các sai phạm, tiêu cực, tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 19 dự án chậm triển khai, có khó khăn, vướng mắc để đất đai hoang hóa, lãng phí. Ngoài ra, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hà Giang và nhiều địa phương phải phân loại để xây dựng kế hoạch, lộ trình, làm rõ trách nhiệm xử lý sai phạm, tiêu cực, tồn tại, hạn chế, thất thoát, lãng phí đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến 880 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, sớm thu hồi và xử lý tài sản thất thoát, lãng phí. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững. Các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm minh, kịp thời trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Cùng với đó, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ kết luận thanh tra để sớm thu hồi xử lý tài sản thất thoát, lãng phí và kịp thời xử lý khắc phục hậu quả, cũng như đưa các tài sản nguồn vốn sớm vào khai thác, sử dụng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.